Kính thưa quý vị, sự ủng hộ của quý vị chính là động lực của chúng tôi để hoàn thiện chương trình tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 15 tỷ đồng bị bắt. Cảnh sát đột kích khách sạn, nhiều con bạc nhảy lầu nhập viện. Nhận án tù vì lừa bán ký ốt công an phường giá 1,5 tỷ ở Hà Nội. Bắc Giang phải tăng tốc xét nghiệm, không cứng nhắc trong giãn cách xã hội. Nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 15 tỷ đồng bị bắt. Quý vị thân mến, là giám đốc chi nhánh ngân hàng, Khánh chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều khách hàng bằng hình thức huy động vốn để đầu tư kinh doanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Kim Khánh, 39 tuổi, trú ở tổ 24, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, với danh nghĩa là giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Khánh chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn. Khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn và cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả. Để chiếm được lòng tin của bị hại, Khánh đã thỏa thuận miệng trả lãi suất từ 0,3% đến 0,55% một ngày và trả theo chu kỳ 10 ngày một lần. Khánh khai số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một người ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Hàng tháng, người này sẽ chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại. Tuy nhiên, từ ngày 6 tháng 10 năm 2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do người ở nước ngoài không chuyển tiền. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu cho thấy Lê Thị Kim Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Khánh cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình. Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại của Lê Thị Kim Khánh, đề nghị liên hệ với đại úy Huỳnh Trần Đức. Cảnh sát đột kích khách sạn, nhiều con bạc nhảy lầu nhập viện. Quý vị thân mến, khi lực lượng chức năng đột kích khách sạn ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bắt giữ nhóm đánh bạc, một số đối tượng đã nhảy từ tầng 3 xuống để bỏ trốn. Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ bắt giữ một nhóm tổ chức đánh bạc tại một khách sạn ở thị trấn Cẩm Xuyên. Theo nguồn tin ban đầu, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động 20 cán bộ đột kích ở một phòng tầng 3 của khách sạn đóng ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên. Thời điểm này, Công an bắt quả tang nhóm khoảng 10 người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Khi thấy cảnh sát, nhiều đối tượng đã mở cửa sổ từ tầng 3 khách sạn để nhảy xuống bỏ trốn. Tuy nhiên, có 3 đối tượng bị chấn thương nặng và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong đêm. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ hàng chục triệu đồng cùng với một số tang vật phục vụ cho việc đánh bạc. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang triệu tập lấy lời khai những người liên quan để làm rõ hành vi liên quan đến việc đánh bạc. Nhận án tù vì lừa bán ký ốt công an phường giá 1,5 tỷ ở Hà Nội. Quý vị thân mến, kẻ lừa đảo cả gan lừa bán cả ký ốt công an phường với giá 1,5 tỷ đồng ở Hà Nội vừa phải nhận án tù. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trần Đình Quang, sinh năm 1979, ở Nam Từ Liêm, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Quang gặp và quen biết ông Nguyễn Hữu Long, trưởng công an phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Quang hỏi ông Long về chủ trương chuyển đổi gian ký ốt treo biển công an phường Nguyễn Trãi, chợ Hà Đông từ tầng 1 lên tầng 2 mà công an phường được giao quản lý, sử dụng là chốt đảm bảo an ninh trật tự tại chợ. Ông Long không biết về chủ trương chuyển đổi này, bảo bị cáo lên ban quản lý chợ hỏi để được hướng dẫn. Quang giới thiệu với chị Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1971, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, rằng anh ta đang làm việc tại ban quản lý dự án Tà Ngạn Sông Hồng và đang sở hữu gian ký ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông. Trên cửa có treo biển hoạt động, ghi chữ Công an chợ Hà Đông, Công an phường Nguyễn Trãi với diện tích 42m². Quang nói muốn bán ký ốt này cho chị O với giá 1,5 tỷ đồng. Chị O băn khoăn, nếu Quang bán gian ký ốt thì công an phường chuyển đi đâu? Bị cáo đáp, hiện đang có chủ trương chuyển giao ký ốt đi vị trí khác, công an phường chuyển lên tầng 2. Quang cam kết sẽ có trách nhiệm lo thủ tục sang tên gian ký ốt cho chị O, chỉ cần chị đăng ký thành lập doanh nghiệp. Để tạo lòng tin với con mồi, bị cáo đã nhờ một người đàn ông không rõ lai lịch mở khóa cho chị O vào xem ký ốt. Sau khi xem xong, chị O đồng ý mua với giá 1,5 tỷ đồng, chuyển trước 500 triệu đồng đặt cọc để Quang làm thủ tục sang tên. Đến thời hạn chuyển nhượng chính thức và bàn giao ký ốt như đã cam kết với chị O, nhưng do Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông không có chủ trương cho thuê hay chuyển đổi gian ký ốt này nên Quang buộc phải nói với người bị hại là đang có vướng mắc một số thủ tục chưa xong, đề nghị chị O chờ thêm một thời gian nữa. 6 tháng sau, hết thời gian cam kết,
Quang không bàn giao được gian kiosk cho chị O và đã chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền 500 triệu đồng của người bị hại. Kết quả xác minh tại Ban Quản lý chợ Hà Đông và Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cho thấy Quang không phải là cán bộ, nhân viên làm việc tại Ban Quản lý chợ. Anh ta cũng không đứng tên chủ sở hữu hay được Ban Chỉ đạo sắp xếp chợ Hà Đông thuộc Ủy ban nhân dân quận Hà Đông ra quyết định bố trí sắp xếp và hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ Hà Đông và không được giao quản lý, sử dụng bất kỳ gian kiosk nào. Gian kiosk tại tầng 1 chợ Hà Đông treo biển hoạt động công an chợ Hà Đông, công an phường Nguyễn Trãi là chốt đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Hà Đông. Được giao cho công an phường Nguyễn Trãi quản lý, sử dụng, không được sử dụng sai mục đích, không được cho thuê, cho mượn. Quá trình điều tra, Quang đã khắc phục trả lại cho chị O 450 triệu đồng. Ngoài mức án dành cho bị cáo, hội đồng xét xử buộc Quang phải bồi thường nốt 50 triệu đồng cho người bị hại. Bắc Giang phải tăng tốc xét nghiệm, không cứng nhắc trong giãn cách xã hội. Quý vị thân mến, tại cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang áp dụng các biện pháp tin học hóa, xét nghiệm mẫu gộp để theo kịp tốc độ truy vết, lấy mẫu. Thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa một số địa bàn, khu công nghiệp chặt chẽ nhưng vẫn duy trì hoạt động sản xuất của các nhà máy để đảm bảo an toàn dịch bệnh, lắp đặt ngay camera giám sát trong các khu vực cách ly tập trung. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng với các chuyên gia và đoàn công tác của Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại một số khu công nghiệp và bệnh viện điều trị bệnh nhân ở tỉnh Bắc Giang. Ngay sau buổi kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại điểm cầu trụ sở Văn phòng Chính phủ, Hà Nội. Tỉnh Bắc Giang đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ đối với huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng, xã Tiền Phong, Nội Hoàng, Yên Lư. Tạm dừng hoạt động đối với 4 khu công nghiệp Vân Trung, Đình Chám, Song Khê, Nội Hoàng, Quang Châu. Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết, Bắc Giang có 3 ổ dịch đã ghi nhận 411 bệnh nhân, 6.581 người là F1 và 30.654 người là F2. Cụ thể, ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam liên quan đến Bệnh viện Ca Trung ương, có 6 bệnh nhân và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. Ổ dịch thứ hai là tại công ty Xinjiang, khu công nghiệp Văn Trung, liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, có 210 ca bệnh, 4.499 trường hợp là F1, 22.077 người là F2. Ổ dịch này vẫn gia tăng số trường hợp mắc, song các ca nhiễm mới chủ yếu đã được cách ly tập trung, ít có khả năng lây lan rộng ra các doanh nghiệp khác và cộng đồng. Ổ dịch thứ ba là tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoseden Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, thuộc huyện Việt Yên. Phát hiện ca bệnh đầu tiên từ ngày 14 tháng 5, đến nay đã có 190 bệnh nhân, 1.736 trường hợp F1 và 4.813 trường hợp F2. Hầu hết F1 là công nhân xưởng 4, ngoài ra còn xuất hiện các ca dương tính ở xưởng 1, 2 và 3. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, Bắc Giang đã xác định toàn bộ công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoseden Việt Nam đều là F1, khoảng 400 người. Trong những ngày tới, số lượng ca dương tính tại ổ dịch này vẫn tiếp tục tăng do các F1 đã tiếp xúc đến giai đoạn bệnh khởi phát và số lượng mẫu xét nghiệm được lấy tiếp tục có kết quả. Số công nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung và trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tại ổ dịch này đã xuất hiện rải rác 5 trường hợp F0 tại một số khu vực công ty thuộc khu công nghiệp Đình Chám, cùng công ty cổ phần Việt Nam Suneri, Visan 3 trường hợp, công ty Tu Hong 1 trường hợp, công ty Motech 1 trường hợp. Tổng số công nhân của 3 công ty này là 10.825 người. Bắc Giang nhận định, bước đầu xác định các ca bệnh này liên quan đến F0 của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoseden. Liên quan đến các ca này, Ban Quản lý của khu công nghiệp tỉnh phối hợp với ngành y tế đã khoanh vùng các khu vực trong doanh nghiệp có ca nhiễm, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp danh sách các công nhân, rà soát, sàng lọc các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, thông tin cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, khẩn trương khoanh vùng, cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, dịch tại huyện Việt Yên là nguy cơ cao nhất do tập trung nhiều khu công nghiệp nhất. Huyện Việt Yên có khoảng 300.000 người dân, thì số người tại các khu công nghiệp chiếm khoảng 100.000 người. Tất cả công nhân của các khu công nghiệp trong huyện được xét nghiệm lần một. Những công ty nào có F0 thì tất cả các công nhân của công ty đó sẽ được coi là F1 và phải cách ly tập trung. Đẩy mạnh xét nghiệm mẫu gộp, theo kịp tốc độ lấy mẫu. Một trong những vấn đề của tỉnh Bắc Giang hiện nay là tốc độ xét nghiệm chưa theo kịp tốc độ lấy mẫu và hiện tỉnh vẫn còn khoảng 70.000 mẫu chưa được xét nghiệm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nhiều lực lượng lấy mẫu, xét nghiệm đã về hỗ trợ Bắc Giang. Quan trọng nhất lúc này là công tác điều phối. Kinh nghiệm của Hải Dương cho thấy dù công suất xét nghiệm chỉ bằng 70% của Đà Nẵng, nhưng chỉ bằng tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý danh sách lấy mẫu và kết quả xét nghiệm thì công suất đã gấp đôi Đà Nẵng. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, mặc dù xét nghiệm PRC mẫu đơn là tốt nhất, nhưng trong tình hình hiện nay, Bắc Giang cần sử dụng xét nghiệm PRC mẫu gộp. Bộ Y tế đã có hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp 5 mẫu đơn, nhưng Đà Nẵng đã làm đến mẫu gộp 10 mẫu đơn, mẫu gộp 20 mẫu đơn.
Do vậy, những đơn vị có kinh nghiệm, thực tiễn chuyên làm mẫu cộp 10 mẫu đơn, mẫu cộp 20 mẫu đơn đang chi viện cho Bắc Giang phải triển khai ngay. Có như vậy mới giải tỏa nhanh lượng mẫu chưa được xét nghiệm hiện nay, theo kịp tốc độ lấy mẫu. Đồng thời, nhất thiết phải tin học hóa để quản lý những người có kết quả xét nghiệm, cả dương tính lẫn âm tính. Việc sử dụng kết hợp với các loại xét nghiệm khác, xét nghiệm nhanh cần linh hoạt, không ồ ạt, tràn lan. Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, do dịch xảy ra trong khu công nghiệp là môi trường kín, đông người trong khi virus lây lan nhanh trong không khí, nhất là mối quan hệ giữa những người công nhân với cộng đồng rất lớn. Vì vậy, dịch tễ ở khu vực này sẽ rộng, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cũng rất lớn. Do đó, tỉnh cần lưu ý việc xét nghiệm lấy mẫu diện rộng, không chỉ dừng lại ở tâm dịch mà phải lưu ý cả cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý cho Bắc Giang áp dụng xét nghiệm cộp 10 mẫu đơn đến 20 mẫu đơn một lần, để sàng lọc công nhân ở các khu công nghiệp cũng như sàng lọc trong các hộ gia đình, áp dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Vấn đề xét nghiệm nhanh kháng nguyên, tỉnh nên huy động các doanh nghiệp vì xét nghiệm này rất đơn giản. Nếu có kết quả dương tính thì xét nghiệm ngay PCR. Tuy nhiên, khi kết quả kháng nguyên dương thì phải coi trường hợp này như F0 hoặc xét nghiệm vẫn âm tính thì không được chủ quan, vẫn phải thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh và tiếp tục xét nghiệm. Bài học từ Hải Dương cũng cho thấy, tổng chỉ huy điều phối tại các khu vực lấy mẫu cũng rất quan trọng. Vì vậy, Bộ Y tế đã giao Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương là tổng chỉ huy về vấn đề xét nghiệm tại Bắc Giang. Lắp đặt ngay camera giám sát khu cách ly. Các chuyên gia của Bộ Y tế lưu ý Bắc Giang một vấn đề nữa, đó là khi F0 tăng thì F1 cũng sẽ tăng. Vì vậy, các khu cách ly tập trung cần phải chú trọng phòng chống lây nhiễm và tăng số lượng khu cách ly tập trung. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, tỉnh đang có tới hơn 30.000 F1 cách ly tập trung. Dự kiến thời gian tới, số ca F0 có thể gia tăng, thì số ca F1 cũng sẽ tăng, nên rất áp lực về khu cách ly tập trung. Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Trần Như Dương, chúng ta phải chắt chiu từng giờ, từng ngày cách ly đạt hiệu quả nhất và phải duy trì liên tục. Nếu không làm được thì rất lãng phí. Trong khu cách ly phải thực hiện nghiêm nội bất xuất, ngoại bất nhập để triệt tiêu nguồn lây từ bên trong, không cho dịch lây ra bên ngoài. Để làm tốt, hiệu quả việc này thì phải xử phạt nghiêm minh. Đây là kinh nghiệm từ Hải Dương. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, dịch xảy ra ở Bắc Giang khác với các đợt dịch khác, đó là xảy ra trong khu công nghiệp. Mầm bệnh phát tán rất nhanh, số ca mắc tăng nhanh trong thời gian ngắn. Từ ngày 8 tháng 5, khi phát hiện ca bệnh đầu tiên đến nay, tỉnh đã phát hiện hơn 400 trường hợp.